Hello anh em, thì hôm nay mình xin chia sẻ một cái chủ đề rất là quan trọng trong cái việc là chúng ta làm quảng cáo trên Facebook. Thì để quảng cáo được ở trên Facebook ấy, cái điều kiện đầu tiên anh em cần phải có đó là anh em phải có tài khoản quảng cáo. Thì tài khoản quảng cáo ở đây tại sao nó lại quan trọng như vậy và tại sao anh em cần phải có tài khoản quảng cáo? Thì hầu hết tất cả những anh em mà đang gặp vấn đề về tài khoản ấy, ví dụ như anh em chạy, anh em át thẻ mà nó bị đai, bị vô hiệu hóa, mà cái việc này nó diễn ra liên tục thường xuyên ấy, thì đó là bởi vì anh em không có chuẩn bị trước cho cái việc này. Thì anh em mình dùng, chúng ta muốn đi cày đúng không nào, thì chúng ta phải có con trâu hoặc chúng ta phải có một cái máy cày tốt. Thì trong cái trường hợp các bạn chỉ có một cái con trâu hoặc một cái máy cày, thì chẳng may một ngày đẹp trời con trâu đấy nó bị ốm hoặc cái máy cày đấy nó bị hỏng mà bạn vẫn phải đi cày, thì làm thế nào? Thì tài khoản quảng cáo nó giống như con trâu hay nó giống như cái máy cày đó. Vậy nên cái việc đầu tiên khi các bạn đã xác định các bạn làm quảng cáo ấy, thì các bạn phải chuẩn bị cho mình thật nhiều tài khoản quảng cáo. Mình nói ở đây là tài khoản quảng cáo chứ không phải là link Facebook, các bạn đừng hiểu nhầm nhé. Nếu như các bạn chuẩn bị nhiều link Facebook, các bạn không biết cách sử dụng thì tất cả các link đều vô nghĩa. Còn tài khoản quảng cáo nó sẽ khác với nick Facebook, hay thuật ngữ trong ngành ấy, từ nóng trong ngành nó gọi là VIA ấy. VIA và tài khoản quảng cáo là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Thì ở đây nếu như bạn chưa biết được, chưa hiểu được các cái khái niệm VIA là gì, tài khoản quảng cáo là gì, tài khoản doanh nghiệp là gì, thì bạn có thể xem lại video đây nhá. Mình để một cái video mình nói về cái chủ đề này rồi, dành riêng cho bạn, các bạn xem lại video đây. Đó, thì cái tài khoản quảng cáo nó giống như cái con trâu, nó giống như cái máy cày của chúng ta. Còn cái nick Facebook ấy, nó là cái người điều khiển con trâu đấy, hoặc là người lái chiếc máy cày đấy, các bạn hình dung nào. Và ở trong cái chính sách của Facebook thì một người có thể sử dụng nhiều tài khoản nhá, nhiều tài khoản quảng cáo. Các bạn hình dung này, một người có thể sử dụng nhiều tài khoản quảng cáo chứ không được phép sử dụng nhiều nick Facebook. Nếu như các bạn sử dụng nhiều nick Facebook và Facebook nó quét được thì tất cả vi phạm chính sách hết, và nó sẽ khóa, dẫn đến các bạn bị chết giàn. Đó, vậy ở đây muốn nhấn mạnh rằng là để làm quảng cáo được ổn định lâu dài và khi gặp vấn đề các bạn có thể khắc phục được ngay, đó là các bạn phải chuẩn bị cho mình thật nhiều con trâu, thật nhiều cái máy cày. Đó chính là tài khoản quảng cáo cá nhân hoặc tài khoản quảng cáo doanh nghiệp. Thì bản thân mình luôn khuyến khích anh em sử dụng tài khoản quảng cáo doanh nghiệp, bởi vì tài khoản quảng cáo doanh nghiệp nó sẽ có nhiều lợi thế hơn. Và đặc biệt nha, tài khoản quảng cáo doanh nghiệp nó không bị chết vặt giống như tài khoản quảng cáo cá nhân. Nếu như bạn sử dụng tài khoản quảng cáo cá nhân này, nó check con VIA có thể là chết luôn tài khoản quảng cáo. Đấy, hoặc nó check tài khoản quảng cáo có thể là chết luôn con VIA. Vậy nên là việc dùng tài khoản quảng cáo cá nhân vào thời điểm hiện tại và có thể cả sau này đi chăng nữa, nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều so với việc các bạn sử dụng tài khoản quảng cáo doanh nghiệp. Tài khoản quảng cáo doanh nghiệp các bạn có thể share cho team bạn, các bạn có thể quản lý nhân viên của bạn, các bạn có thể share cho nhiều người khác. Nói chung là everything, mọi thứ khác mà các bạn làm thoải mái, không sợ vấn đề gì cả. Vậy nên các bạn nên chuẩn bị, đừng chuẩn bị chỉ một con mà hãy chuẩn bị nhiều con. Kể cả các bạn không dùng đến thì các bạn vẫn chuẩn bị cho mình, ít nhất các bạn phải luôn có ít nhất là 3 tài khoản quảng cáo. 3 tài khoản quảng cáo ít nhất để làm gì? Để có thể chạy quảng cáo một cách ổn định. Chẳng may nó khóa thì các bạn sẽ còn tài khoản quảng cáo khác để các bạn lên cam luôn, sau đó các bạn mới kháng. Và đừng bao giờ, nói thật nha, đừng bao giờ cố gắng đi kháng những thứ mà nó đã bị vô hiệu hóa vĩnh viễn và nó đã chết rồi. Mình thấy rất nhiều bạn, tiếc rẻ cái việc tài khoản quảng cáo của các bạn cứ kháng từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này qua năm khác. Điều này rất là vô nghĩa. Mình chỉ hỏi các bạn thôi là nếu như một ngày các bạn chạy quảng cáo, các bạn bán hàng, các bạn có lợi nhuận 1 triệu một ngày, các bạn dừng, quảng cáo của các bạn bị dừng lại, phải không nào? Các bạn kháng một cái tài khoản quảng cáo, nó sẽ thông báo cho các bạn nó mất khoảng, nhanh nhất khoảng 48 giờ, thì tức là 2 ngày là 2 triệu. Thì theo các bạn là việc các bạn bỏ một số tiền ra, các bạn mua một cái tài khoản quảng cáo khác về để chạy luôn, nó có lợi hơn hay là kháng và chờ 2 ngày cái tài khoản quảng cáo cũ nó quay trở lại, có lợi hơn? Thì đấy là về mặt tư duy và kinh doanh thôi. Vậy nên để có thể ổn định, để có thể hiệu quả và để có thể không bị đau đầu với Facebook, với quảng cáo Facebook, thì bạn phải chuẩn bị cho mình thật nhiều tài khoản quảng cáo. Và hãy, hầu hết nhé, có phải người giàu là những người có nhiều tài sản đúng không nào? Thì tài khoản quảng cáo cũng tương tự như vậy. Nếu như bạn muốn chạy quảng cáo Facebook chuyên nghiệp, pro và có tiền, nói ngắn gọn thôi là có tiền, thì bạn phải có nhiều tài khoản quảng cáo. Vậy thôi, bạn cứ có nhiều tài khoản quảng cáo đi, tôi cam đoan với bạn chắc chắn bạn sẽ có tiền từ việc chạy quảng cáo Facebook. Còn nếu như bạn chỉ có một tài khoản quảng cáo, thì tôi cam đoan với bạn là bạn có làm mãi cũng không bao giờ có tiền với quảng cáo Facebook được. Ok, thì chốt lại vấn đề là bạn cần phải chuẩn bị nhiều tài khoản quảng cáo cho tôi, để tránh trường hợp bị đai, bị khóa và bạn bị stress và bạn không có những chiến dịch được chạy, và bạn bị mất đi nguồn doanh thu, mất đi những đơn hàng của những ngày mà quảng cáo bị khóa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.